Chương 2. Làm thế nào để đọc đồ thị như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, cải thiện kỹ năng lựa chọn cổ phiếu và định thời điểm mua? Trong thế giới y học, chụp X quang, chụp MR và quét não tạo ra những bức hình mà các bác sĩ sử dụng nhằm chẩn đoán tình trạng cơ thể bệnh nhân. Kết quả điện tâm đồ EKG và siêu âm màu được thể hiện trên giấy hoặc màn hình TV để quan sát điều gì đang xảy ra với tim. Tương tự, các bản đồ được vẽ theo từng tỷ lệ đo giúp con người biết chính xác họ đang ở đâu và làm thế nào để đi tới nơi muốn đến. Những dữ liệu địa chấn được theo dõi trên các đồ thị giúp các nhà địa chất nghiên cứu cấu trúc hoặc mẫu hình để nhận biết nơi nào nhiều khả năng có đầu. Hầu như ở mọi lĩnh vực, luôn có những công cụ giúp con người đánh giá bối cảnh hiện tại một cách chính xác và nhận được những thông tin giá trị. Điều này cũng đúng trong đầu tư tài chính. Các chỉ báo kinh tế được đánh dấu trên các đồ thị giúp các chuyên gia kinh tế giải thích và hiểu rõ về sự vận động của nền kinh tế. Lịch sử giá và khối lượng của cổ phiếu được thể hiện trên các đồ thị giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch biết được cổ phiếu này có đang ở trong xu hướng tăng giá mạnh hay không, hay vẫn đang ở giai đoạn tích lũy chờ tăng tốc, hoặc cổ phiếu đã suy yếu với những biểu hiện bất thường. Liệu bạn có cho phép bác sĩ rạch tung người bạn ra và thực hiện phẫu thuật tim nếu ông ta không có những công cụ hỗ trợ quan trọng, siêu âm, điện tâm đồ chẩn đoán trước? Tất nhiên là không, vì đó là một việc làm cực kỳ vô trách nhiệm. Tuy nhiên, một thực tế đáng ngạc nhiên là nhiều nhà giao dịch lại mua và bán cổ phiếu mà không hề xem xét đến các đồ thị kỹ thuật. Điều này chẳng khác nào một bác sĩ phẫu thuật thiếu trách nhiệm khi không thực hiện chụp X quang, chụp CT, chụp các lớp vi tính hoặc quan sát điện tâm đồ EKG cho bệnh nhân. Các nhà đầu tư sẽ nhận lấy những kết quả đau thương ngu ngốc nếu như họ không học cách nhận biết những thông tin quan trọng từ các mẫu hình giá và khối lượng trên đồ thị. Thực sự, các đồ thị có thể nói cho bạn biết khi nào một cổ phiếu không có hành động giá hợp lý và nên phải bán đi. Các nhà đầu tư cá nhân có thể mất rất nhiều tiền nếu như họ không biết cách nhận ra khi nào cổ phiếu sẽ đạt đỉnh và bắt đầu điều chỉnh mạnh. Hoặc họ chỉ biết lắng nghe một ai đó, người cũng không biết chút gì về đọc hành động giá từ các biểu đồ kỹ thuật. Hướng dẫn cơ bản về đọc biểu đồ. Đồ thị kỹ thuật ghi lại tất cả diễn biến giá của cổ phiếu. Sự thay đổi giá là kết quả của các lực cung và cầu diễn ra hàng ngày trên các thị trường đấu giá lớn nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư hiểu rõ đồ thị giá có được lợi thế to lớn so với những người từ chối sử dụng nó. Thực ra là vì họ lười biếng trong việc nghiên cứu. Liệu bạn có dám bay trên một máy bay không có công nghệ định vị, hoặc thực hiện hành trình lái xe qua nhiều quốc gia mà không sử dụng bản đồ chỉ đường? Các đồ thị chính là tấm bản đồ chỉ đường cho hoạt động đầu tư của bạn. Thực sự, nhà kinh tế lỗi lạc như Milton và Rose Friedman đã dành 28 trang đầu tiên trong cuốn sách tuyệt vời Free to Choose, tự do lựa chọn, để nói về khả năng độc đáo của biểu đồ giá trong việc cung cấp các thông tin quan trọng và chính xác cho các quyết định đầu tư. Các mẫu hình đồ thị hoặc các nền giá đơn giản là các khu vực củng cố sau đợt tăng giá mạnh trước đó. Hầu hết các nền giá, 80% đến 90%, được tạo ra và hình thành bởi sự hiệu chỉnh của thị trường chung. Kỹ năng bạn cần phải học để phân tích các nền giá là chẩn đoán xem liệu các chuyển động giá và khối lượng bình thường hay bất thường. Liệu sức mạnh giá đang mạnh lên hay yếu đi? Các con sóng tăng giá mạnh luôn xuất hiện từ các mẫu hình giá tốt và đáng tin cậy. Chúng ta sẽ thảo luận về các mẫu hình này trong phần sau của chương này. Trong khi đó, những cú tăng giá thất bại thường là do nền giá bị lỗi hoặc quá rõ ràng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Khi các mẫu hình hoặc nền giá trở nên rõ ràng, thường là ở nền giá thứ tư hoặc thứ năm, mẫu hình dễ bị thất bại vì ai cũng nhận ra chú thích của người dịch. Những nhà giao dịch chịu khó dành thời gian học cách đọc chính xác đồ thị giá sẽ đạt được nhiều thành công theo thời gian và kiếm được một gia tài lớn. Các nhà giao dịch từ chối sử dụng đồ thị là những người ngạo mạn và coi thường các cơ chế định thời điểm và công cụ giao dịch đầy giá trị. Thực sự, tôi đã chứng kiến nhiều nhà đầu tư cao cấp trong các tổ chức tài chính cuối cùng đã mất việc vì thành tích giao dịch tệ hại. Lý do giải thích cho thành tích giao dịch nghèo nàn của họ thường là kết quả của việc không hiểu gì về hành động giá và đọc đồ thị. Các trường đại học đã dạy nhiều khóa học về đầu tư hoặc tài chính, nhưng lại bỏ qua việc đọc đồ thị khi xem đây là công cụ không hợp lý hoặc không quan trọng. Điều này cho thấy chính các trường đại học mới là những người không hiểu biết đầy đủ về cách thức hoạt động của thị trường tài chính cũng như sự thành công của các nhà giao dịch huyền thoại. Là một nhà đầu tư cá nhân,
Bạn cần phải nghiên cứu và nhận lấy hữu ích từ các đồ thị giá. Đừng bao giờ mua cổ phiếu đơn giản chỉ vì có các yếu tố cơ bản tốt, chẳng hạn như doanh số và lợi nhuận, mà quên đi sự xác nhận của hành động giá. Thực sự, không độc giả nào của nhật báo Investor's Business Daily, viết tắt là nhật báo IBD, được khuyến khích mua cổ phiếu đơn thuần chỉ dựa vào bảng xếp hạng cổ phiếu Smart Select của IBD. Đồ thị giá phải luôn được kiểm tra để xác định xem liệu cổ phiếu này có xuất hiện điểm mua hợp lý hay không. Hoặc là cổ phiếu này tuy là của một công ty có nền tảng cơ bản tốt, nhưng giá đã tăng quá xa so với một nền giá tốt và do đó tạm thời chưa được phép mua. Khi số lượng các nhà đầu tư trên thị trường ngày càng tăng lên trong vài năm gần đây, kỹ năng đọc đồ thị giá và khối lượng ngày càng được quan tâm. Các thành viên đăng ký của nhật báo Investor's Business Daily được phép truy cập miễn phí hơn 10.000 đồ thị ngày và tuần trên website Investor's. Các cuốn sách hướng dẫn đọc đồ thị và dịch vụ phân tích đồ thị trực tuyến của IBD có thể giúp bạn theo dõi hàng trăm và thậm chí là hàng ngàn cổ phiếu theo cách thức tiết kiệm thời gian và được tổ chức tốt. Có một số dịch vụ nâng cao, bao gồm việc cung cấp các dữ liệu cơ bản và kỹ thuật bên cạnh các chuyển động giá và khối lượng. Hãy đăng ký thành viên của IBD để nhận được các dịch vụ phân tích đồ thị tốt nhất, cũng như các thông tin giá trị mà nhiều nhà giao dịch khác không dễ dàng có được. Lịch sử luôn lặp lại chính nó, học cách sử dụng các mẫu hình quá khứ. Như đề cập ở phần giới thiệu và được thể hiện trong các đồ thị có chú thích ở chương 1. Hệ thống chọn cổ phiếu của chúng tôi hoàn toàn dựa trên cơ chế vận động của thị trường, không phải dựa trên các quan điểm cá nhân của bất kỳ ai hoặc các lý thuyết học thuật. Chúng tôi đã phân tích các cổ phiếu chiến thắng thị trường lớn nhất trong quá khứ và phát hiện 7 đặc điểm phổ biến để tạo nên các siêu cổ phiếu, được viết tắt là CanSlim. Chúng tôi cũng phát hiện ra có một số mẫu hình hoặc nền giá tốt luôn lặp đi lặp lại theo thời gian. Trên thị trường chứng khoán, thị trường luôn lặp lại chính nó. Điều này là vì bản chất của con người không thay đổi. Ngoài ra, đó còn là do sự hoạt động của quy luật cung và cầu. Các mẫu hình giá của các siêu cổ phiếu trong quá khứ vì thế được xem như là các mô hình để lựa chọn ra các siêu cổ phiếu trong tương lai. Có một số mẫu hình giá bạn sẽ muốn nhìn thấy khi quyết định mua cổ phiếu. Tôi cũng sẽ chỉ ra một số dấu hiệu giúp bạn đọc nhận ra khi nào mẫu hình giá bị lỗi và không tốt. Mẫu hình giá thường gặp nhất ở các siêu cổ phiếu, chiếc cốc tay cầm. Một trong những mẫu hình giá quan trọng nhất và thường gặp nhất ở các siêu cổ phiếu là mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Phần chiếc cốc có thể hình thành từ 7 đến 65 tuần, nhưng phổ biến nhất là từ 3 đến 6 tháng. Mức độ điều chỉnh phổ biến và bình thường từ đỉnh cốc xuống đáy cốc là từ khoảng 12% đến 15% đến 33%. Lưu ý quan trọng là mẫu hình giá này nên được xuất hiện sau khi có một xu hướng tăng mạnh và rõ ràng trước đó. Bạn nên nhìn thấy mức tăng giá tối thiểu 30% trong xu hướng tăng trước đó. Cùng với sức mạnh giá tương đối được cải thiện, được thể hiện qua chỉ báo RS và khối lượng tăng mạnh ở một số điểm trong xu hướng tăng trước đó. Trong phần lớn các trường hợp, nhưng không phải là tất cả, phần đáy của chiếc cốc nên cong tròn như hình chữ U hơn là nhọn và hẹp như chữ V. Đặc điểm này cho phép cổ phiếu có thời gian trải qua sự điều chỉnh tự nhiên cần thiết với 2 hoặc 3 đợt tạm ngừng nhỏ ở đáy chiếc cốc. Khu vực đáy chữ U là quan trọng vì nó sẽ loại bỏ các nhà giao dịch yếu ớt và khiến nhiều nhà đầu tư khác chú ý đến cổ phiếu này. Một nền giá hoặc vùng củng cố tốt là khi có sự tham gia của các nhà đầu tư mạnh, những người ít có khuynh hướng bán ra trong đợt tăng giá tiếp theo. Đồ thị tiếp theo được lấy từ Daily Graphs Online thể hiện chuyển động giá và khối lượng hàng ngày của Apple Computer vào tháng 2 năm 2004. Việc một cổ phiếu tăng trưởng hình thành mẫu hình chiếc cốc tay cầm trong các đợt giảm giá trung hạn của thị trường chung là điều hoàn toàn bình thường. Bạn nên lựa chọn những cổ phiếu hình thành các nền giá với mức độ điều chỉnh ít nhất trong đợt điều chỉnh trung hạn của thị trường chung. Mức độ điều chỉnh cho phép thường là 1/2 đến 2/2 lần so với mức điều chỉnh của thị trường chung. Bất kể trong thị trường tăng giá hay giảm giá, một cổ phiếu sụt giảm nhiều hơn 2/2 lần so với mức giảm giá của thị trường chung được xem là quá rộng và lỏng để hình thành nền giá tốt, do đó không đáng để quan tâm. Có hàng tá cổ phiếu dẫn dắt thị trường ở ngành công nghệ cao trước đây. Chẳng hạn như JDS Uniphase đã hình thành mẫu hình chiếc cốc tay cầm rộng và lỏng ở quý 2 và quý 3 năm 2000. Đây là những mẫu hình lỗi, dễ thất bại, vì thế bạn nên tránh xa
khi nó cố gắng tạo điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới. Một vài cổ phiếu biến động mạnh có thể giảm 40% đến 50% trong thị trường tăng giá. Các mẫu hình đồ thị có mức điều chỉnh lớn hơn 50% trong thị trường tăng giá thường dễ thất bại nếu như chúng cố gắng thiết lập đỉnh cao mới và khôi phục lại xu hướng tăng. Tại sao lại như thế? Một mức giảm trên 50% từ đỉnh tới đáy đồng nghĩa cổ phiếu này phải tăng 100% từ đáy để trở lại đỉnh cao của nó. Nghiên cứu lịch sử cho thấy, những cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới, sau khi có mức giảm mạnh trên 50% thường dễ bị thất bại. Và giá thường chỉ tăng khoảng 5% đến 15% so với điểm phá vỡ. Các cổ phiếu bật tăng vọt từ đáy lên đỉnh cao mới có thể cực kỳ nguy hiểm vì không có hiện tượng kéo ngược, pullback. Tuy nhiên, một số mẫu hình chiếc cốc tay cầm có độ sâu chiếc cốc từ 50% đến 75% vẫn hoạt động tốt trong năm 2009 vì chúng được hình thành sau cú sụt giảm 58% của chỉ số S và B500. Như vậy, cổ phiếu chỉ giảm 1 đến 1,3 lần so với mức độ điều chỉnh của thị trường chung nên vẫn chấp nhận được. Vì vậy, bạn không nên vội vàng loại bỏ các mẫu hình chiếc cốc tay cầm có độ sâu chiếc cốc trên 50%. Mà cần phải so sánh với thị trường chung chú thích của người dịch. Sea Containers là một ví dụ về ngoại lệ sinh động của phần tay cầm, nhưng vẫn được xem là mẫu hình chiếc cốc tay cầm hoàn hảo. Cổ phiếu này giảm 50% trong giai đoạn điều chỉnh trung hạn của thị trường tăng giá năm 1975. Sau đó, cổ phiếu này hình thành một mẫu hình chiếc cốc tay cầm hoàn hảo và tăng giá 554% trong 101 tuần tiếp theo. Cổ phiếu này có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là 54% và lợi nhuận quý gần nhất tăng 192%, là một trong những mẫu hình chiếc cốc tay cầm điển hình mà tôi đã giới thiệu với Fidelity Research và Management ở Boston trong cuộc họp hàng tháng vào đầu tháng 6 năm 1975. Với kết quả kinh doanh ấn tượng, nhiều nhà quản trị tiền đã ngay lập tức chú ý đến cổ phiếu này. Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, một vài mẫu hình chiếc cốc tay cầm có mức độ điều chỉnh ở phần cốc từ 50% đến 60%. Hoặc nhiều hơn. Trong các đợt điều chỉnh trung hạn của thị trường tăng giá, hoặc thậm chí là trong cả thị trường giảm giá, nhưng vẫn hoạt động tốt. Xem ví dụ về Sea Containers và Thai Limited. Vì thế, mức độ điều chỉnh ở phần cốc bao nhiêu là chấp nhận được còn tùy thuộc vào sự sụt giảm của thị trường chung và xu hướng tăng giá trước đó của cổ phiếu. Xem chart trang tiếp, những đặc điểm cơ bản ở khu vực tay cầm. Tay cầm thường hình thành trong hơn 1 đến 2 tuần. Và có những phiên rũ bỏ, nghĩa là giá giảm xuống dưới đáy trước đó trong khu vực tay cầm, nhưng sau đó kéo lên. Khối lượng nên giảm mạnh và xem như cạn kiệt thanh khoản ở gần các đáy của khu vực tay cầm. Đây là dấu hiệu tích cực vì lượng cung đã được tiêu hóa, hoặc các nhà đầu tư yếu ớt đã được loại bỏ nhờ các phiên rũ bỏ. Khi lực cung yếu đi, chỉ cần lượng cầu nhỏ cũng đủ để giá tăng mạnh. Các phiên rũ bỏ là những phiên mà bạn thấy hình thành các cây nến như doji chân dài. Búa, hammer, hoặc kinh bà, hay còn được gọi là cái đuổi chuột túi, chú thích của người dịch. Mặc dù các mẫu hình chiếc cốc không có tay cầm có tỷ lệ thất bại cao hơn so với mẫu hình chiếc cốc tay cầm, nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá mạnh với mẫu hình này. Tương tự, nhiều cổ phiếu công nghệ cao vào năm 1999 xuất hiện mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Trong đó phần tay cầm chỉ được hình thành trong thời gian từ 1 đến 2 tuần, nhưng giá vẫn tăng rất mạnh. Khi tay cầm xuất hiện, phần lớn nên được hình thành ở nửa trên chiều cao chiếc cốc. Chiều cao chiếc cốc được tính từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất. Phần tay cầm nên nằm trên đường trung bình di động 10 tuần, hoặc tương đương với đường trung bình di động 50 ngày. Các tay cầm nằm ở nửa dưới chiều cao chiếc cốc, hoặc nằm dưới đường trung bình di động 50 ngày thường yếu và dễ thất bại. Thường lực cầu từ các điểm mua này không đủ mạnh để giúp cổ phiếu có thể hồi phục nhiều hơn một nửa mức giảm giá trước đó. Khó vượt qua mức 50% của chiều cao chiếc cốc chú thích của người dịch. Ngoài ra, các tay cầm có hình dạng cái nêm hướng lên khiến mẫu hình dễ thất bại hơn sau khi xuất hiện điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới. Hành vi cái nêm hướng lên ở tay cầm khiến giá không rũ bỏ hết được các nhà giao dịch yếu. Đây được xem là dấu hiệu rủi ro cao mà nhà đầu tư cần chú ý. Thông thường, các mẫu hình chiếc cốc tay cầm với tay cầm có hình dạng cái nêm hướng lên thường xuất hiện ở nền giá thứ 3 hoặc thứ 4. Hoặc nền giá của các cổ phiếu bị thị trường lãng quên, laggard stock, hoặc ở các cổ phiếu dẫn dắt quá năng động, được nhiều nhà đầu tư theo dõi. Một lần nữa, tôi nhắc các bạn nên thận trọng với các tay cầm có hình dạng cái nêm hướng lên.
Trong một thị trường tăng giá, một tay cầm tốt nên có mức độ giảm giá từ đỉnh đến đáy của tay cầm được giới hạn trong vòng 8% đến 12%. Người dịch như thế được là một nền giá thắt chặt. Ngoại lệ xảy ra khi cổ phiếu hình thành một chiếc cốc lớn, giống như trường hợp của Sea Container vào năm 1975. Phần giảm giá của tay cầm của Sea Container vượt quá mức 12% và trông rất rộng và lỏng. Trong phần lớn các trường hợp thì kiểu tay cầm này trở nên nguy hiểm và không tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong khu vực rũ bỏ cuối cùng của đáy thị trường con gấu, thì sự suy yếu bất thường của thị trường chung rất dễ tạo ra các tay cầm có mức giảm từ 20% đến 30%. Nhưng mẫu hình giá trông vẫn tốt nếu như thị trường chung sau đó xuất hiện các phiên bùng nổ theo đà follow through để tạo ra thị trường tăng giá mới. Xem chương 9, chữ M bằng chiều hướng của thị trường chung, làm thế nào bạn có thể xác định xu hướng thị trường? Đây là lý do tại sao mẫu hình chiếc cốc tay cầm của Sea Container tuy có ngoại lệ ở phần tay cầm, nhưng vẫn được xem là mẫu hình tốt. Các mẫu hình kiến tạo thường có nền giá thắt chặt. Khi một cổ phiếu đang ở trong giai đoạn tích lũy chờ bứt phá, nên có một vài khu vực giá được thắt chặt bên trong các mẫu hình kiến tạo. Trên đồ thị tuần, sự thắt chặt này được định nghĩa là những biến động giá nhỏ từ đỉnh đến đáy của đồ thị tuần. Hoặc trong vài tuần liên tiếp giá gần như không thay đổi, hoặc giá đóng cửa tuần này nằm gần với giá đóng cửa tuần trước. Nếu các nền giá không được thắt chặt, nghĩa là đỉnh và đáy của mỗi tuần trông khá rộng, thì khả năng cao cổ phiếu sẽ không tăng giá thành công sau khi xuất hiện điểm phá vỡ, nghĩa là không xuất hiện xu hướng tăng giá kéo dài. Người dịch, trong mẫu hình chiếc cốc tay cầm, nền giá thắt chặt chính là phần tay cầm. Ở phần trên, chúng ta biết rằng phần tay cầm nên có mức giảm từ đỉnh tới đáy trong khoảng 8% đến 12%. Tất nhiên, nếu mức giảm càng thấp tức nền giá càng chặt thì càng tốt. Ngoài ra, sự thắt chặt cũng có thể diễn ra tại đáy của phần chiếc cốc. Tuy nhiên, các nhà đọc đồ thị nghiệp dư lại ít chú ý đến điểm quan trọng này. Thường các nền giá hoặc tay cầm rộng và lỏng thì sau khi tạo điểm phá vỡ, giá chỉ tăng được 5% đến 15% là thất bại và giảm giá trở lại. Mẫu hình kiến tạo constructive patterns là những mẫu hình tạo nén các điểm phá vỡ thành công và giá tăng mạnh sau đó. Ngược lại là các mẫu hình thất bại, tức tuy có hình thành điểm phá vỡ nhưng giá lại không tăng mạnh và thường giảm để quay lại bên trong mẫu hình chú thích của người dịch, tìm điểm pivot và quan sát phần trăm thay đổi khối lượng. Khi một cổ phiếu thiết lập một mẫu hình chiếc cốc tay cầm hoàn hảo và sau đó tạo điểm phá vỡ để vượt qua điểm mua hợp lý mà nhà giao dịch huyền thoại Jesse Livermore gọi là điểm pivot hoặc đường kháng cự yếu nhất, cùng với khối lượng tại ngày phá vỡ nên tăng ít nhất 40% đến 50% so với mức bình thường. Tại một số điểm phá vỡ mạnh, vốn thường xảy ra ở các cổ phiếu dẫn dắt của thị trường tăng giá mới, khối lượng sẽ tăng vọt 200%, 500% hoặc ít nhất 1.000% so với khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày. Trong phần lớn các trường hợp, lực mua của các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp sẽ tạo ra các điểm phá vỡ với thanh khoản cực lớn và xu hướng tăng giá kéo dài. 95% các nhà đầu tư thường e ngại khi mua tại các đỉnh cao mới sau khi giá vượt lên trên điểm pivot vì họ có cảm giác sợ mua giá cao. Đây là lý do tại sao số đông các nhà đầu tư thường bỏ lỡ các siêu cổ phiếu. Điểm pivot là một trong những phương pháp đầu tư quan trọng của Jesse Livermore mà nhiều nhà giao dịch về sau như William O'Neill, Mark Minervini học hỏi. Trong cuốn sách How to Trade in Stock do chính Jesse Livermore viết, ông nói rằng, tôi sẽ không bao giờ mua cổ phiếu nếu như không tìm ra điểm pivot. Vì vậy, điểm pivot là rất quan trọng. Tuy nhiên, Jesse Livermore lại không để lại các hướng dẫn để tìm kiếm điểm pivot. Trong cuốn sách này của William O'Neill, tác giả tuy đã có hướng dẫn để tìm ra điểm pivot, nhưng vẫn chưa thực sự kỹ lưỡng. Tớ khuyến nghị bạn đọc nên tham khảo hai cuốn sách của Mark Minervini để có được hướng dẫn rõ ràng hơn trong việc tìm kiếm điểm pivot. Giao dịch như một phù thủy chứng khoán, Trade Like Stock Market Wizards, và tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán, Think và Trade Like a Champion, chú thích của người dịch. Mục tiêu của bạn không phải là mua ở mức giá rẻ nhất hoặc gần đáy nhất có thể, mà là mua vào đúng thời điểm, là khi giá sắp sửa tăng giá mạnh nhất và mang lại cho bạn lợi nhuận cao nhất. Điều này có nghĩa là bạn phải học cách kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nào cổ phiếu hình thành điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot. Ngay cả khi bạn bận rộn
và không có thời gian để theo dõi thị trường liên tục. Hãy nên dùng các thiết bị cầm tay nhỏ như điện thoại thông minh để theo dõi các điểm phá vỡ này. Một nhà giao dịch cá nhân thành công là người biết kiên nhẫn chờ để mua tại điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot. Đây chính là lúc phần tăng giá mạnh nhất diễn ra và tất nhiên được xem là phần ngon nhất. Bạn không nên mua trước khi xuất hiện điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot, vì như thế là mạo hiểm. Phù thủy chứng khoán Mark Minervini, người cũng sử dụng phương pháp của Jesse Livermore nói, không cần thiết phải mua sớm hơn điểm phá vỡ để tiết kiệm vài xu nhỏ. Nếu đây là một cổ phiếu dẫn dắt thật sự và một xu hướng tăng giá thật sự, mua sau khi hình thành điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot vừa an toàn và phần lợi nhuận vẫn còn rất hấp dẫn. Nên kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của hành động giá. Trong nhiều trường hợp, cổ phiếu không bao giờ thiết lập điểm phá vỡ và thay vào đó là giảm giá. Bạn nên để cho giá thể hiện sức mạnh và xác nhận trước khi mua vào. Thực sự, rất nhiều lần, hành động giá thiết lập mẫu hình chiếc cốc tay cầm mà không hề tạo điểm phá vỡ để vượt lên trên điểm pivot. Thay vào đó, cổ phiếu giảm giá mạnh và hạ gục các nhà giao dịch nôn nóng mua vào trước điểm phá vỡ. Tương tự, bạn cũng không nên mua quá muộn. Bạn chỉ nên mua trong vòng 5% đến 10% của điểm mua hợp lý hoặc điểm pivot. Trong cuốn sách hướng dẫn đính kèm, Matthew Galgani đề xuất chỉ trong vòng 5% so với điểm pivot chú thích của người dịch. Nếu bạn mua vượt quá 5% đến 10% so với điểm pivot, bạn rất dễ gặp phải các đợt điều chỉnh, tức mua đúng đỉnh của đợt điều chỉnh ngắn hạn hoặc trung hạn trong xu hướng tăng. Lúc này, quy tắc cắt lỗ 7% đến 8% so với giá mua mà không có ngoại lệ, xem thêm chương 10, sẽ buộc bạn phải bán cổ phiếu để cắt lỗ. Vì thế, cần tránh thói quen xấu là đuổi theo các cổ phiếu đã tăng giá quá cao so với điểm pivot. Điểm pivot được hình thành từ các mẫu hình giá tốt không nhất thiết phải là đỉnh cao nhất của cổ phiếu đó. Hầu hết các điểm pivot xảy ra ở dưới 5% đến 10% so với đỉnh cao nhất. Trong mô hình chiếc cốc tay cầm, đỉnh cao nhất của phần tay cầm được xác định như là điểm pivot hoặc điểm mua hợp lý, xem lại hình ở trang 131. Đỉnh cao nhất của phần tay cầm đôi khi nằm dưới đỉnh cao nhất của mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Đây là điều cực kỳ quan trọng cần phải nhớ. Nếu bạn chờ cho đến khi giá thực sự thiết lập đỉnh mới, bạn có thể đã mua quá trễ. Đôi khi, lời khuyên là bạn nên vẽ một đường xu hướng giảm núi từ đỉnh cao nhất của phần chiếc cốc và đi qua đỉnh nơi bắt đầu hình thành tay cầm. Bạn sẽ bắt đầu mua khi giá tạo điểm phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm này. Kiểm tra sự cạn kiệt thanh khoản ở phần tay cầm hoặc ở đáy chiếc cốc. Gần như tất cả các mẫu giá tốt đều có sự cạn kiệt thanh khoản trong một hoặc hai tuần ở vùng đáy của chiếc cốc. Người dịch, ngoại trừ phiên có khối lượng tăng vọt bất thường, start, và trong thời gian hình thành phần tay cầm. Điều này cho thấy lực bán đã suy kiệt và có ít lực cung đổ vào thị trường. Một cổ phiếu mạnh đang ở trong giai đoạn tích lũy chờ bứt phá luôn có biểu hiện này. Sự kết hợp giữa việc thắt chặt của hành động giá, giá đóng cửa trên đồ thị ngày hoặc đồ thị tuần gần sát nhau. Và cạn kiệt thanh khoản tại phần tay cầm thường là dấu hiệu tích cực, tức khả năng cao sẽ tạo ra điểm phá vỡ thành công và giá tăng mạnh. Phiên đột biến khối lượng, volume start, là một manh mối cực kỳ có giá trị. Một manh mối khác cực kỳ có giá trị đối với các nhà đọc đồ thị sắc sảo là sự xuất hiện của những phiên đột biến, khối lượng, volume start, trên đồ thị ngày hoặc đồ thị tuần. Microsoft là một ví dụ điển hình cho thấy khối lượng đột biến trong giai đoạn tích lũy trước khi tăng giá mạnh. Những tuần tăng giá mạnh với khối lượng lớn nên được theo sau bởi những tuần giảm giá với thanh khoản cạn kiệt, đó cũng là một tín hiệu tích cực. Nếu bạn sử dụng dịch vụ Graphs Online cùng với đồ thị tuần, bạn sẽ được chúng tôi cảnh báo về những ngày có khối lượng tăng vọt bất thường. Vào ngày Microsoft xuất hiện điểm phá vỡ tại điểm mua 31 đô la Mỹ, 1/2. Khối lượng của phiên này tăng 545% so với mức bình thường, là tín hiệu cho thấy các tổ chức đang gom hàng. Cổ phiếu này sau đó xuất hiện thị trường tăng giá kéo dài 13 năm. Chu kỳ tăng giá bắt đầu từ mức 10 cent, giá điều chỉnh sau khi chia tách, lên mức 53,98 đô la Mỹ. Đây là một thị trường tăng giá cực mạnh. Khối lượng là một yếu tố quan trọng cần được nghiên cứu cẩn thận. Nó giúp bạn nhận ra liệu cổ phiếu này đang ở giai đoạn tích lũy chuẩn bị tăng tốc, là lúc các nhà đầu tư tổ chức đang mua, hay ở giai đoạn phân phối, là lúc các nhà đầu tư tổ chức bán ra. Một khi bạn có được kỹ năng đọc khối lượng, bạn sẽ không còn dựa dẫm vào ý kiến cá nhân của các nhà phân tích.
Phiên đột biến khối lượng là manh mối quan trọng không thể bỏ qua. Khối lượng là thước đo tốt nhất của cung và cầu, giúp bạn nhận ra động thái mua bán của các nhà đầu tư tổ chức. Học cách đọc đồ thị sẽ giúp bạn định thời điểm mua chính xác. Việc mua sai thời điểm, hoặc tệ hơn là mua khi cổ phiếu không ở trong giai đoạn tích lũy trước khi tăng giá mạnh, hoặc mua từ một nền giá lõi, không tốt, sẽ khiến bạn bị thua lỗ nặng. Sau khi bạn mua cổ phiếu, hãy xem xét khối lượng trên biểu đồ tuần. Một nền giá được xem là tốt nếu như có số tuần tăng giá với khối lượng cao hơn mức trung bình, nhiều hơn số tuần giảm giá với khối lượng cao hơn mức trung bình. Một vài mẫu hình chiếc cốc tay cầm có kích thước bình thường. Texas Instruments Apple General Cable và Precision Castbox là những mẫu hình có kích thước giống nhau về cả chiều dài và chiều cao chiếc cốc. Bạn có nhận ra sự tương đồng giữa mẫu hình của Apple và Precision Castbox? Khi đã có kỹ năng nhận diện mẫu hình chiếc cốc tay cầm, bạn có thể nhận ra các mẫu hình tương tự trong tương lai. Bình luận của người dịch về mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Theo William O'Neill, mẫu hình chiếc cốc tay cầm thường xuất hiện trong thời gian tua 7 đến 65 tuần, nhưng phát hiện của Mark Minervini cho biết các mẫu hình diễn ra trong tua 3 đến 45 tuần vẫn hoạt động tốt. Trong ví dụ dưới về cổ phiếu HVN vào tháng 11 năm 2017, hai mẫu hình chiếc cốc tay cầm xuất hiện diễn ra chỉ trong khoảng 4 đến 5 tuần và hoạt động rất tốt. Giá HVN tăng 138% trong chưa đầy 3 tháng kể từ sau mẫu hình chiếc cốc tay cầm đầu tiên. Khi nhận diện mẫu hình chiếc cốc tay cầm, mấu chốt là quan sát sự thắt chặt của giá và sự thay đổi của khối lượng. Tại đáy của chiếc cốc, khối lượng nén cạn kiệt cho thấy lực cung bị suy yếu. Trong bối cảnh giá thắt chặt và khối lượng thanh khoản cạn kiệt ở vùng đáy chiếc cốc, phiên có khối lượng đột biến, volume start, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đã để ý đến cổ phiếu này và họ đang gom dần. Các nhà đầu tư tổ chức sẽ tiếp tục gom hàng ở phía bên phải chiếc cốc khi giá tăng lên từ đáy. Tại tay cầm, thanh khoản tiếp tục cạn kiệt một lần nữa trong khi hành động giá thắt chặt để hình thành điểm pivot. Ghi nhớ, nén giá càng chặt càng tốt. Ghi nhớ, nên giá càng chặt thì càng tốt. Đà tăng giá sau khi mẫu kinh hoàn thành mạnh hay yếu tùy thuộc vào mức độ chặt của tay cầm. Nếu có những cú mốc hoặc phiền rũ bỏ ở tay cầm thì càng tốt hơn nữa. Tay cầm rộng và lỏng, cũng như có hình dạng cái nêm hướng lên là dấu hiệu xấu. Một tay cầm tốt nên nằm trên đường trung bình di động 50 ngày. Tại điểm phá vỏ vượt lên trên điểm pivot, khối lượng phải tăng đột biến. Số đột biến của khối lượng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức giả gần như mua xong số lượng cổ phiếu mong muốn và đây là lúc họ muốn cổ phiếu chạy giá. Một nhà giao dịch sắc sảo sẽ nhận ra sau khi điểm phá vỏ xuất hiện, các thông tin tốt sẽ xuất hiện tràn ngập để ủng hộ cho đà tăng giá. Lợi nhuận tăng đột biến, doanh nghiệp trúng các gói thầu hoặc có đơn hàng lớn. Mẫu kinh chiếc cốc tay cầm đầu tiền xuất hiện ô cổ phiếu HVN vào tháng 11 2017 giúp cổ phiếu này tăng 138% trong chưa đầy 3 tháng. Có một số lưu ý trong khi thực hành. 1. Không cần phải có sự cân đối về thời gian giữa phần cốc và tay cầm. Thông thường, các nhà giao dịch dễ nhận ra các mẫu hình có thời gian hình thành phần cốc dài hơn rõ ràng so với thời gian hình thành phần tay cầm. Nhưng trong thực tế, đôi khi thời gian hình thành tay cầm vẫn có thể khá lớn và ngang bằng với thời gian hình thành phần cốc. 2. Phần tay cầm đôi khi nằm cao hơn so với phần cốc, nghĩa là nếu chúng ta nối từ đỉnh phần cốc đến đỉnh phần tay cầm, thì nó có thể dốc lên, chứ không phải nằm ngang hoặc dốc xuống như thường thấy. 3. Theo William O'Neill, phần cốc nên có hình dạng chữ U hơn là chữ V mới tốt. Tuy nhiên, bạn đọc cần phải quan sát điều gì đang diễn ra ở phần chữ 5. Đôi khi phần cốc bị nhọn kiểu chữ 5 vì đáy xuất hiện các phiên rũ bỏ với khối lượng giao dịch lớn. Đó là dấu hiệu tích cực, chứ không phải tiêu cực ai nói cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức. Thực tế, tớ cũng không e ngại lắm tiêu chuẩn này của William O'Neill. 4. Mật sai lầm thường gặp là các nhà giao dịch quên mất tiêu chí giá cần phải tăng tối thiểu 30% trước khi hình thành mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Mẫu hình chiếc cốc tay cầm không xuất hiện ở vùng đáy, mà là mẫu hình tiếp diễn xu hướng, luôn luôn theo dõi cổ phiếu ngay cả khi thị trường đang điều chỉnh. Vì 80% đến 90% các mẫu hình giá được hình thành trong các giai đoạn thị trường chung điều chỉnh, là các đợt điều chỉnh ngắn và trung hạn trong thị trường tăng giá, thậm chí là các thị trường con gấu kéo dài. Nên các nhà đầu tư thường tỏ ra chán nản và ít theo dõi các cổ phiếu tiềm năng. Đây là một sai lầm mà các nhà đầu tư thường mắc phải vì ngay cả trong giai đoạn thị trường chung suy yếu,
các siêu cổ phiếu vẫn để lộ ra các dấu hiệu. Đó thường là những cổ phiếu kháng cự lại xu hướng giảm giá thị trường chung, được giữ giá tốt hoặc thậm chí là tăng giá. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn luôn phải theo dõi cổ phiếu ngay cả khi thị trường chung đang điều chỉnh để nhận ra các dấu hiệu quan trọng từ các siêu cổ phiếu. Nước Mỹ luôn trở lại mạnh mẽ hơn sau mỗi cuộc khủng hoảng, bởi các nhà phát minh và doanh nhân luôn được tự do phát triển và không hề có bất cứ giới hạn nào trong các cơ hội kinh doanh. Các thị trường con gấu có thể tồn tại 3 tháng, 6 tháng, hoặc thậm chí là 9 tháng, hoặc kéo dài 2 đến 3 năm. Nếu bạn tuân thủ các quy tắc bán trong cuốn cách này, bạn sẽ chốt và giữ được phần lớn lợi nhuận kiếm được, cắt lỗ sớm và tăng nắm giữ tiền mặt, loại bỏ margin, tiền ký quỹ trong giai đoạn đầu của mỗi thị trường con gấu. Xem thêm về các câu chuyện thành công ở cuối cuốn sách này. Thực sự, Investor's Business Daily đã tiến hành 4 cuộc khảo sát vào cuối năm 2008 và nhận thấy một kết quả tích cực. 60% độc giả đăng ký của IBD đã sử dụng các quy tắc bán và chốt lại của chúng tôi để tăng nắm giữ tiền mặt vào tháng 12 năm 2007 hoặc tháng 6 năm 2008. Vì thế, họ đã bảo vệ được phần lớn nguồn vốn trước đợt sụt giảm tồi tệ nhất vào cuối năm 2008 do cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn. Thậm chí ngay cả khi bạn bán sạch sẽ cổ phiếu và hoàn toàn nắm giữ tiền mặt. Đừng bao giờ từ bỏ hoặc rút lui khỏi thị trường chứng khoán, vì các thị trường con gấu sẽ tạo nên các nền giá mới ở các cổ phiếu dẫn dắt mới. Trong đó có những cổ phiếu sẽ tăng 1.000% ở thị trường tăng giá tiếp theo. Bạn đừng khờ dại bỏ qua những cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc đời đang hiện ra trước mắt. Thị trường con gấu chính là lúc thích hợp để bạn tiến hành hậu phân tích, tức nhìn lại các quyết định mua bán trước đây. Hãy đánh dấu trên đồ thị ngày và đồ thị tuần các điểm mua và bán ở tất cả các cổ phiếu bạn đã giao dịch trong năm vừa qua. Nghiên cứu xem các quyết định giao dịch của bạn có hợp lý hay không. Rút ra các bài học về thành công lẫn thất bại và mài dũa các quy tắc giao dịch để tránh lặp lại các sai lầm trong quá khứ. Sau đó, bạn hãy nghiên cứu về một vài cổ phiếu tăng giá mạnh nhất mà bạn đã bỏ lỡ hoặc để tuột mất, nghĩa là mua, nhưng chốt lại quá sớm, nên tuột mất phần tăng giá mạnh nhất. Xây dựng các quy tắc giao dịch mới để bảo đảm bạn có thể mua được các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong thị trường tăng giá tiếp theo. Các siêu cổ phiếu chắc chắn sẽ lại xuất hiện và bạn phải quan sát sự hình thành các nền giá ngay trong khi thị trường chung đang giảm điểm. Vấn đề là bạn có một kế hoạch giao dịch tốt để chớp lấy cơ hội khi các siêu cổ phiếu bắt đầu bước vào giai đoạn tăng giá mạnh hay không. Các mẫu hình giá khác bạn cần quan sát. Làm thế nào để nhận ra mẫu hình đĩa có tay cắm? Mẫu hình đĩa có tay cầm, saucer with handle, là mẫu hình giá tương tự như chiếc cúc tay cầm. Ngoại trừ cái đĩa có khuynh hướng trải rộng ra qua một thời gian kéo dài, khiến mẫu hình này thường nông hơn so với chiếc cúc tay cầm. Nếu cái tên đĩa có tay cầm và chiếc cúc tay cầm nghe có vẻ lạ lẫm, thì bạn hãy tưởng tượng từ xa xưa người Mỹ đã gọi chòm sao gấu lớn hoặc đại hùng là cái mụn lớn. Người Anh gọi là cái cày chú thích của người dịch và chòm sao gấu nhỏ hoặc tiêu hùng là cái mụn nhỏ. Đĩa có tay cầm tuy không phải là vật có thực mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng của các nhà phân tích đồ thị để chỉ ra một dạng biến thể của mẫu hình chiếc cúc tay cầm. Jack Arcot vào tháng 4 năm 1967 là một ví dụ về mẫu hình đĩa có tay cầm. Nhận diện mẫu hình hai đáy. Mẫu hình hai đáy có hình dạng giống như chữ V kép. Mặc dù mẫu hình này không xuất hiện nhiều bằng mẫu hình chiếc cốc tay cầm, nhưng nó cũng hay xảy ra. Điều quan trọng cần lưu ý là đáy thứ hai của chữ V kép có thể bằng với đáy đầu tiên, nhưng phổ biến hơn là nên xuất hiện cú mốc khoảng 1 đến 2 điểm so với đáy đầu tiên, nhằm tạo ra cú rũ bỏ các nhà đầu tư yếu ớt. Cú mốc là giá giảm mạnh trong phiên xuống thấp hơn đáy thứ nhất, nhưng sau đó vòng lên và đóng cửa cao hơn. Người dịch, cú mốc sẽ có hình dạng các cây nến như cây tin ba, hay cái đuôi con chuột túi, cái búa, hoặc doji chân dài. Nếu cú mốc thất bại, nghĩa là giá đóng cửa không được kéo lên cao hơn đáy thứ nhất, cho thấy mẫu hình bị thất bại, tức mẫu hình hai đáy không xuất hiện. Mẫu hình hai đáy cũng có thể xuất hiện tay cầm, nhưng điều này là không cần thiết. Chiều cao và chiều dài của mẫu hình hai đáy cũng giống như việc hình thành mẫu hình chiếc cúc tay cầm. Điểm pivot của mẫu hình hai đáy bằng với đỉnh giữa hai đáy, điểm C, nhưng nằm ở phía bên phải của mẫu hình V kép sau khi giá tăng trở lại từ đáy thứ hai. Vì thế điểm pivot nằm thấp hơn so với đỉnh cao nhất, nằm phía bên trái của mẫu hình V kép, xem hình trang 149. Nếu mẫu hình V kép có tay cầm,
thì đỉnh của tay cầm được xác định như là điểm pivot. Xem ví dụ về cổ phiếu Trump Petroleum, Price và Cisco Systems là những mẫu hình hai đáy điển hình được chúng tôi phát hiện vào năm 1977,1982 và 1990. Một số ví dụ sau này là MC, NVR và eBay. Đối với mẫu hình hai đáy, chúng ta đánh các ký hiệu chữ cái như sau: A bằng điểm bắt đầu mẫu hình, B bằng đáy thứ nhất, C bằng đỉnh giữa hai đáy, bằng với điểm pivot, và D bằng đáy thứ hai. Nếu mẫu hình hai đáy có thêm tay cầm, điểm E là đỉnh của tay cầm, là điểm pivot, và điểm F là đáy của tay cầm. Bình luận của người dịch về mẫu hình V kép: khi nhận diện mẫu hình hai đáy, kháng thể bỏ qua việc quan sát khối lượng. Mặc dù mẫu hình hai đáy cho phép đáy thứ hai bằng đáy thứ nhất, nhưng tốt hơn là đáy thứ hai, nên có cứ mốc, undercut, so với đáy thứ nhất. Tại sao lại như vậy? Bản chất của cú mốc chỉnh là phiên rũ bỏ, vốn được tạo ra bởi các nhà đầu tư tổ chức hoặc các tay chơi lớn. Chỉ có các nhà đầu tư lớn mới có đủ nguồn hàng và tiềm lực tài chính để tạo ra các cú rũ bỏ. Ở đây, các nhà đầu tư lớn đã nhận ra các nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt lệnh dừng lỗ tại một nơi quá dễ nhìn thấy. Chính là ngay dưới đáy thứ nhất, điểm B. Trên thị trường chứng khoán, cái gì rõ ràng dễ nhìn thấy là điều nguy hiểm nhất. Các tay chơi lớn sẽ lập tức giăng bẫy bằng cách bán mạnh xuống dưới điểm B để các nhà đầu tư yếu phải cắt lỗ. Sau đó, các tay chơi lớn sẽ nhảy ra gom hàng trò lại, tức cướp mất hàng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, yếu ớt. Lực mua này đủ mạnh để kéo giá đóng cửa trở lại ngang bằng với đáy thứ nhất. Giá sau đó hồi phục dần. Thậm chí, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sau khi bị sập bẫy sẽ vội vàng mua lại và tạo nên lực cầu để giá tăng trở lại. Mấu chốt để nhận ra bàn tay tham gia của các nhà đầu tư lớn tại phiên rũ bỏ chính là khối lượng lớn. Trong ví dụ về cổ phiếu BVH vào tháng 12 năm 2017, bạn sẽ nhận thấy tại phiên rũ bỏ D, khối lượng tăng cao đột biến. Tớ đã nhìn thấy hiện tượng này rất nhiều lần ở các mẫu hình V kép. Tuy nhiên, là một nhà giao dịch theo đà tăng trưởng, bạn không nên vội vàng mua sau phiên rũ bỏ. Bạn cần phải chờ xác nhận của hành động giá, tức sự can thiệp của nhà đầu tư lớn phải đủ mạnh để đẩy giá đi xa. Điểm mua là sau khi giá hình thành điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot, bằng với điểm C. Trong ví dụ của BVH, tới mua BVH ở giá 65 đến 66 sau khi giá tạo điểm phá vỡ với khối lượng giao dịch lớn vượt lên trên điểm C. Cổ phiếu BVH sau đó tăng đến 70% trong 4 tháng. Xem trang tiếp. Mẫu hình V kép ở cổ phiếu BVH vào tháng 12 năm 2017 tạo ra đợt tăng giá đến 70% trong 4 tháng. Định nghĩa mẫu hình nền giá phẳng. Nền giá phẳng là một mẫu hình hấp dẫn khác. Nó được xem là một nền giá thứ hai trong mẫu hình nền giá chồng trên nền giá. Thường xuất hiện sau khi cổ phiếu đã tăng 20% hoặc xuất hiện sau mẫu hình chiếc cốc tay cầm, mẫu hình đĩa có tay cầm hoặc mẫu hình hai đáy. Nền giá phẳng là giá đi ngang theo đường thẳng trong một khung giá hẹp ít nhất trong 5 hoặc 6 tuần và không điều chỉnh nhiều hơn 10% đến 15% tính từ đỉnh nền giá đến đáy nền giá. Standard Oil of Ohio vào tháng 5 năm 1979, Smith Kline vào tháng 3 năm 1978 và Dollar General vào năm 1982 là những ví dụ điển hình về nền giá phẳng. Cape Boys vào tháng 3 năm 1981 cũng thiết lập nền giá phẳng khá dài. Nếu bạn bỏ lỡ điểm phá vỡ đầu tiên từ mẫu hình chiếc cốc tay cầm, bạn nên để ý xem cổ phiếu có thiết lập mẫu hình nền giá phẳng hay không. Chú thích của người dịch: từ giữa tháng 9 năm 2017 đến đầu tháng 1/2017, tôi phát hiện nền giá phẳng diễn ra trong 5 tuần của cổ phiếu GZ4S. Điểm phá vỏ của GAS tại giá 72.000 có khối lượng lớn là dấu hiệu tốt. Cổ phiếu sau đó tản 100% trong vòng 5 tháng. Nếu điều này xảy ra, đó là cơ hội thứ hai để bạn lên tàu. Sau đây là một vài ví dụ khác về mẫu hình nền giá phẳng: Surgical Care Affiliates, CB Richard Ellis và Deckers Outdoor. Sau đây là một nền giá mới mà chúng tôi gọi là hộp vuông. Sau khi tăng giá từ mẫu hình chiếc cốc tay cầm hoặc mẫu hình hai đáy, một mẫu hình chiếc hộp vuông hình thành trong 4 đến 7 tuần, không điều chỉnh quá nhiều, thường chỉ 10% đến 15%. Tên gọi của mẫu hình này là vì nó trông giống như một chiếc hộp. Tôi đã chú ý đến mẫu hình này trong vài năm gần đây, nhưng đến bây giờ chúng tôi mới nghiên cứu kỹ lưỡng, thống kê và phân loại nó. Sau đây là một số ví dụ của mẫu hình này ở các cổ phiếu
Lorillard, Covet, Texas Instructions, Home Depot, Dell và Terro. Đường gạch đứt thể hiện điểm mua. Xem trang 156 tiếp. Mẫu hình lá cờ cao, thắt chặt là hiếm gặp. Mẫu hình lá cờ cao và thắt chặt thường gọi tắt lá cờ thắt chặt là hiếm gặp, chỉ xảy ra ở một vài cổ phiếu trong thị trường tăng giá. Mẫu hình này bắt đầu từ việc cổ phiếu tăng 100% đến 120% trong một thời gian ngắn, thường từ 4 đến 8 tuần. Sau đó, cổ phiếu chuyển động đi ngang và thắt chặt với mức giảm chỉ từ 10% đến 25% trong 3,4 hoặc 5 tuần. Đây là mẫu hình tăng giá mạnh nhất, nhưng cũng rủi ro nhất và khó để nhận diện chính xác nhất. Nhiều cổ phiếu tăng vọt 200% hoặc nhiều hơn sau khi xuất hiện mẫu hình này. Tôi nghiên cứu cẩn thận sự xuất hiện của mẫu hình này ở cổ phiếu trước để làm hình mẫu tiền lệ cho cổ phiếu sau. Cổ phiếu L. Bruce thiết lập mẫu hình lá cờ thắt chặt vào quý 2 năm 1958 tại vùng giá $50. Tôi lấy mẫu hình này để quan sát sự xuất hiện ở cổ phiếu Certainty vào năm 1961. Sau đó, tôi lại dùng đồ thị này để tìm ra cổ phiếu chiến thắng Syntax vào tháng 7 năm 1963. Bethlehem Steel đồ thị tuần. Chart mẫu hình lá cờ cao, thắt chặt. Chart mẫu hình lá cờ cao, thắt chặt. Syntax đồ thị tuần. Rollins đồ thị tuần. Siemens Precision đồ thị tuần. Amulet đồ thị tuần. Nền giá nằm chỏng trên nền giá là như thế nào? Trong giai đoạn cuối của thị trường con gấu, những điều kiện tiêu cực của thị trường chung sẽ tạo nên một mẫu hình. Tôi gọi là nền giá nằm chồng trên nền giá ở các cổ phiếu dẫn dắt trong thị trường tăng giá mới. Điều gì xảy ra khi một cổ phiếu mạnh tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá và tăng giá, nhưng lại không thể đạt tới mức tăng bình thường 20% đến 30% vì thị trường chung bắt đầu một đợt giảm điểm khác. Lúc này, cổ phiếu sẽ có hiện tượng kéo ngược và xây một nền giá thứ hai nằm ngay trên đỉnh của nền giá đầu tiên, trong khi thị trường chung đang thiết lập đáy mới. Khi thị trường con gấu của thị trường chung kết thúc, cổ phiếu này là cổ phiếu đầu tiên thiết lập đỉnh cao mới và tăng giá mạnh, trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong thị trường tăng giá mới. Nó cũng giống như một dòng suối, cổ phiếu dẫn dắt bị chặn bởi một tảng đá lớn, chính là áp lực giảm của thị trường chung. Một khi tảng đá này được lôi đi, thị trường chung tạo đáy xong, con suối sẽ tuôn trào trở lại, cổ phiếu dẫn dắt sẽ tăng giá mạnh. Đây là lý do tại sao bạn phải luôn luôn quan sát các cổ phiếu ngay cả khi thị trường chung đang ở trong xu hướng giảm điểm. Các siêu cổ phiếu dẫn dắt sẽ để lại dấu hiệu bằng mẫu hình nền giá chồng trên nền giá và các nhà giao dịch sắc sảo sẽ nhận ra và chấp lấy cơ hội khi thị trường tăng giá mới xuất hiện. Đừng để cho xu hướng giảm điểm của thị trường chung khiến niềm tin trong bạn bị đánh mất cơ hội chỉ đến cho những người biết chuẩn bị. Cuộc đua có thể trở lại trong vài tháng tới. Và những nhà giao dịch nào kiên trì quan sát các dấu hiệu nói trên mới là người chiến thắng. Thành công chỉ đến với những ai có sự sẵn sàng và chuẩn bị trước. Hai trong số các khuyến nghị thành công nhất của chúng tôi là vào năm 1978 ở hai cổ phiếu M, Acom và Boeing vì sự xuất hiện của mẫu hình nền giá nằm chồng trên nền giá. Cổ phiếu thứ nhất đã tăng trưởng 180% và cổ phiếu thứ hai tăng đến 950%. Ascend Communications và Oracle là những ví dụ khác có sự xuất hiện của mẫu hình nền giá nằm chồng trên nền giá sau khi tăng giá từ đáy thị trường con gấu vào tháng 12 năm 1994. Ascend đã thiết lập mẫu hình này và tăng gần 1.500% trong 17 tháng. Oracle cũng xuất hiện mẫu hình này vào tháng 10 năm 1999 và tăng gần 300%. Trong cuộc đình trệ kinh tế năm 1934, Coca-Cola cũng xuất hiện mẫu hình này và tăng giá mạnh. Xem trang tiếp. Nến giá dốc lên, giống như nền giá phẳng, nền giá dốc lên xuất hiện ở giữa xu hướng tăng sau khi cổ phiếu tăng giá mạnh từ nền giá đầu tiên. Cổ phiếu này sẽ xuất hiện 3 đợt kéo ngược từ 10% đến 20% với đáy sau cao cao hơn đáy trước. Đây là lý do tại sao tôi gọi nó là nền giá dốc lên. Mỗi lần kéo ngược xuất hiện vì thị trường chung lúc đó đang điều chỉnh. Boeing thiết lập nền giá dốc lên trong 13 tuần vào quý 2 năm 1954 và sau đó tăng giá gấp đôi. Redman Industries, một công ty xây dựng nhà di động, đã thiết lập nền giá dốc lên trong 11 tuần vào quý 1 năm 1968 và tăng 500% trong 37 tuần. America Online tạo ra mẫu hình tương tự vào quý 1 năm 1999,
Sau đó thiết lập mẫu chiếc cúc tay cầm vào tháng 10 năm 1998 và tăng giá 500% kể từ khi tạo điểm phá vỡ của mẫu hình này. Qua những ví dụ trên, bạn có thể thấy lịch sử đang lặp lại chính nó. Bạn càng nhận ra được nhiều mẫu hình trong quá khứ, bạn càng kiếm được nhiều tiền từ các thị trường trong tương lai. Xem lại các đồ thị trong chương 1 và các đồ thị của Siemens Precision, Monogram Industries, Redman Industries, America Online và Titanium Metals. Điểm mua của mẫu hình nền giá dốc lên là khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới sau lần kéo ngược thứ ba. Các nền giá hoặc mẫu hình có cấu trúc rộng và lỏng thường dễ thất bại. Những đồ thị trong có vẻ rộng và lỏng thường dễ thất bại, nghĩa là giá không tăng mạnh sau có điểm phá vỡ. Tuy nhiên, chúng có thể trở nên chặt hơn sau đó. New England Nuclear và Houston Oil và Mineral là hai trường hợp cho thấy cấu trúc giá được thắt chặt sau những chuyển động giá hỗn loạn, rộng và lỏng. Tôi trích dẫn hai ví dụ này vì tôi đã từng bỏ lỡ cơ hội mua ở hai cổ phiếu vào lúc đó. Bạn nên xem xét lại các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất mà bạn bỏ lỡ để tìm ra lý do tại sao bạn không thể nhận diện chúng sau khi thiết lập mẫu hình giá tốt và tăng giá. New England Nuclear thiết lập một nền giá lỗi, rộng và lỏng trông giống như mẫu hình hai đáy với các điểm A, B, C, D và E. Cổ phiếu này giảm khoảng 40% từ điểm A đến điểm D. Đây là mức giảm khá lớn và nó phải mất khá nhiều thời gian, khoảng 6 tháng, để chạm đáy. Một chi tiết đi kèm ủng hộ cho xu hướng giảm là đường RS, sức mạnh giá tương đối, cũng giảm trong suốt thời gian hình thành mẫu hình này. Việc mua tại điểm E cũng sai lầm. Tay cầm quá ngắn và không có những phiên rũ bỏ. Tay cầm cũng trông có dạng cái nêm hướng lên, là cảnh báo nguy hiểm. New England Nuclear sau đó thiết lập một nền giá thứ hai từ điểm E, F đến G. Nhưng nếu như bạn cố gắng mua tại điểm G, bạn lại tiếp tục phạm phải sai lầm. Đây vẫn là điểm vào lệnh chưa chuẩn xác vì mẫu hình giá trông rộng và lỏng. Giá di chuyển từ điểm E đến điểm F là một đợt giảm kéo dài và đường RS tiếp tục giảm. Trong khi đó, phần tăng giá từ F đến G lại quá nhanh, chỉ mất khoảng 3 tháng. 3 tháng là không đủ để cải thiện đường RS so với 17 tháng sụt giảm trước đó, nên không đủ để chuyển xu hướng giảm trước đó thành xu hướng tăng. Xem ra trang tiếp. Cổ phiếu này tiếp tục giảm từ điểm G đến điểm H và thiết lập một tay cắm có thể là của chiếc cốc từ điểm E, F đến G. Nếu bạn cố gắng mua tại điểm 1, khi giá cố gắng tạo điểm phá vỡ, cổ phiếu lại giảm một lần nữa. Lý do là tay cầm trông quá lỏng, vì nó giảm tới 20%. Tuy nhiên, sau lần giảm này, cổ phiếu được thắt chặt lại từ điểm 1 đến Y và đến K. 15 tuần sau, tại điểm K, cổ phiếu thiết lập điểm phá vỡ từ khu vực tay cầm chặt là một nền giá tốt và gần như tăng giá gấp 3 lần. Lưu ý, chỉ báo RS tăng từ điểm F đến điểm K trong 11 tháng ủng hộ cho xu hướng tăng giá mạnh sau đó. Vì thế, luôn có thời điểm hợp lý và thời điểm sai lầm để mua cổ phiếu. Bạn phải nghiên cứu các tình huống để phân biệt hai thời điểm này. Thành công trên thị trường chứng khoán không thể đến trong một đêm, và thành công cũng không thể đến từ việc lắng nghe những bí quyết của người khác hoặc từ sự may mắn. Bạn phải nghiên cứu và chuẩn bị cho bản thân để trở thành một nhà đầu tư thành công. Bất cứ ai cũng có thể học hỏi. Bạn có thể làm điều này. Hãy tin tưởng vào khả năng học hỏi của bạn. Ở đây là một số nền giá rộng và lỏng đã đánh lừa những ai mua trong thị trường con gấu kéo dài bắt đầu từ tháng 3 năm 2000. Bao gồm Veritas Software vào ngày 20 tháng 12 năm 2000, Anaren Microwave vào ngày 28 tháng 12 năm 2000 và Converse Technology vào ngày 24 tháng 1 năm 2001. Cổ phiếu Houston Oil và Mineral mà tôi đề cập ở trên là ví dụ về sự điều chỉnh mạnh ở phần tay cầm từ điểm F đến điểm G khiến nền giá trông rộng và lỏng. Nhưng sau đó trở nên chặt hơn để trở thành mẫu hình kiến tạo, xem đồ thị. Từ điểm A, B cho đến C, mẫu hình trở nên rộng, lỏng và mức giảm quá mạnh. Đợt tăng giá từ B đến C là quá gấp, không có bất cứ cú kéo ngược nào của giá. Điểm C và D là những phiên tạo điểm phá vỡ giả từ nền giá lỗi, và điểm H cũng là một điểm phá vỡ từ mẫu hình chiếc cốc tay cầm rộng và lỏng. Cuối cùng, một nền giá chặt hình thành trong 9 tuần mới xuất hiện từ điểm H, điểm 1 cho tới điểm Y. Lưu ý, thanh khoản gần như cạn kiệt ở vùng đáy tháng 12 năm 1995. Một nhà môi giới ở Hartford, bang Connecticut,
đã gọi cho tôi để lưu ý mẫu hình giá chặt này của Houston Oil và Mineral. Tuy nhiên, tôi đã bị ám ảnh bởi mẫu hình giá rộng và lỏng của 2 năm trước đó. Cũng như lợi nhuận thấp hơn mức mong đợi, nên tư duy của tôi chậm thay đổi khi cổ phiếu này bất ngờ thay đổi hành vi, trở nên chặt chẽ hơn bằng nền giá mới hình thành trong 9 tuần. Tôi cũng cảm thấy sợ hãi với sự tăng giá nhanh của Houston Oil vào đầu thị trường tăng giá năm 1993, nhưng sau đó sụt giảm mạnh trở lại, giảm từ điểm A đến điểm B trên đồ thị. Điều này cho thấy thành công trên thị trường chứng khoán không hề có chỗ cho cảm xúc và những ý kiến cá nhân. Chúng thường xuyên sai lầm, chỉ có thị trường là không hề sai. Ví dụ trên cũng chỉ ra một lỗi tâm lý mà mọi nhà giao dịch đều mắc phải. Cần phải có thời gian chúng ta mới có thể thay đổi những định kiến đã hình thành trong một thời gian dài. Trong trường hợp của Houston Oil, thậm chí ngay cả khi tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại là 357% sau 3 quý thua lỗ cũng không làm tôi thay đổi quan điểm bi quan về cổ phiếu này. Thời điểm mua hợp lý, khi giá tạo điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot từ nền giá thắt chặt, đã xuất hiện vào tháng 1 năm 1976 và tôi đã bỏ lỡ nó. Vào tháng 8 năm 1994, PeopleSoft lặp lại mẫu hình tương tự như New England Nuclear và Houston Oil. Cổ phiếu này không tăng giá thành công sau khi cố gắng thiết lập điểm phá vỡ từ mẫu hình cái nêm hướng lên rộng và lỏng vào tháng 9 năm 1993. Cổ phiếu này tiếp tục thất bại lần thứ hai khi cố gắng thiết lập điểm phá vỡ vào tháng 3 năm 1994, nhưng phần tay cầm lại nằm ở nửa dưới của mẫu hình chiếc cúc tay cầm. Cuối cùng, khi mẫu hình đã trở nên chặt chẽ hơn và thị trường chung ở vào xu hướng tăng, PeopleSoft mới bắt đầu tăng vọt từ tháng 8 năm 1994. Vào tuần đầu tháng 1 năm 1999, Qualcomm, có trụ sở ở San Diego, mới có tín hiệu mua hợp lý sau 3 nền giá lỗ giống như PeopleSoft. Vào tháng 10 năm 1997, Qualcomm thiết lập một đỉnh cao mới từ một nền giá lỏng và lỗi, vì phần lớn giá nằm ở nửa dưới nền giá, nên sau đó bị thất bại. Cổ phiếu này sau đó lại xây tiếp một nền giá lỗi thứ hai, V. A cũng thất bại sau khi tạo điểm phá vỡ từ tay cầm nằm ở nửa dưới của mẫu hình ba đáy, đồng thời khối lượng lớn xuất hiện trong nền giá cho thấy lượng cung chưa được tiêu hóa. Nền giá thứ ba vẫn bị lỗi khi phần lớn giá nằm ở nửa dưới nền giá. Mãi đến lần thứ tư, một mẫu hình chiếc cúc tay cầm hoàn hảo mới xuất hiện vào tuần đầu tháng 1 năm 1999. Cổ phiếu Qualcomm tăng vọt từ mức 7,5 đô la Mỹ, giá được điều chỉnh sau khi chia tách, lên 200 đô la Mỹ chỉ trong một năm. Điều này có nghĩa nếu bạn đầu tư 7.500 đô la Mỹ vào Qualcomm, thì chỉ một năm sau, bạn có số tiền trị giá 200.000 đô la Mỹ. Nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người rất kiên nhẫn. Họ kiên trì theo dõi cổ phiếu đó trong nhiều năm trời để chọn ra điểm mua hợp lý và kiếm lợi. Bạn có làm được như vậy không? Xem trang 180 tiếp, phát hiện các nền giá hoặc mẫu hình bị lỗi. Thật không may, chưa từng có nghiên cứu căn bản và toàn diện nào về phân tích mẫu hình giá được thực hiện trong suốt 78 năm qua. Vào năm 1930, Richard Schabacher, một nhà biên tập tài chính của tạp chí Forbes, đã viết cuốn sách Stock Market Theory and Practice, thị trường chứng khoán, lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Trong cuốn sách, ông đã thảo luận nhiều mẫu hình bao gồm tam giác, cuộn tròn, core pattern. Mẫu hình cuộn tròn là tên gọi khác của mẫu hình tam giác đối xứng, symmetrical triangle chú thích của người dịch, và cơ đuôi nheo. Tuy nhiên, các nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện qua nhiều năm cho thấy, các mẫu hình giá này là không đáng tin cậy và rất rủi ro. Các mẫu hình này có thể đã hoạt động tốt vào những năm cuối của giai đoạn thịnh vượng những năm 1920. Khi nhiều cổ phiếu đều tăng giá trong một thị trường giá lên điên rổ, theo kiểu cứ mua là thắng chú thích của người dịch. Điều tương tự cũng xảy ra vào năm 1999 và quý 1 năm 2000. Các mẫu hình giá lỏng và lỗi vẫn còn hoạt động trong một giai đoạn nhất định, sau đó các mẫu hình đều thất bại và tạo nên cú sụp đổ bong bóng dot-com. Những giai đoạn này giống hệt như con sốt búp hoa tulip ở Hà Lan vào thế kỷ 17, khi các nhà đầu cơ điên cuồng đầy giá búp hoa tulip lên tận trên trời xanh. Giai đoạn thịnh vượng những năm 1920 là thời kỳ nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trước khi xảy ra đại suy thoái chú thích của người dịch. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, ngoại trừ các mẫu hình, lá cờ thắt chặt là mẫu hình khá hiếm và rất khó để nhận diện chính xác, nên giá phản hình thành trong 5 đến 6 tuần.
Mẫu hình hộp vuông hình thành trong 4 đến 7 tuần thì các mẫu hình giá tin cậy nên có thời gian củng cố tối thiểu từ 7 đến 8 tuần. Đa số các mẫu hình cuộn tròn, mẫu hình tam giác và cờ đuôi nheo đơn giản là những nền giá yếu vì không có đủ thời gian hoặc mức độ nén cần thiết để trở thành nền giá tốt. Các nền giá chỉ hình thành trong 1, 2 hoặc 3 tuần là cực kỳ nguy hiểm. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta nên tránh xa các nền giá có thời gian hình thành quá ngắn như vậy. Vào năm 1948, John McGee và Robert D. Edwards đã viết cuốn sách Technical Analysis of Stock Trends, phân tích kỹ thuật về xu hướng cổ phiếu. Một cuốn sách tuy rất nổi tiếng, nhưng thảo luận về nhiều mẫu hình giá bị lỗi giống như cuốn sách trước đó của Schabacher. Vào năm 1962, William Taylor đã viết một cuốn sách cực kỳ dễ đọc, How Charts Can Help You in the Stock Market, các đồ thị giá hữu ích như thế nào trên thị trường cổ phiếu, giải thích nhiều nguyên lý đúng đắn đằng sau phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, cuốn sách này cũng sa đà vào việc trình bày và thảo luận các mẫu hình giá bị lỗi từng xuất hiện trước đại suy thoái. Các mẫu hình ba đáy và mẫu hình vai đầu vai ở đáy là các mẫu hình được đề cập rộng rãi trong nhiều cuốn sách phân tích kỹ thuật. Mẫu hình vai đầu vai ở đáy có thể thành công trong một vài trường hợp, nhưng nó không yêu cầu phải có một xu hướng tăng giá trước đó. Vốn là một tiêu chí cơ bản phải có ở các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, vì thế, vai đầu vai ở đáy không phải là mẫu hình tốt. Tuy nhiên, khi mẫu hình vai đầu vai xuất hiện ở đỉnh, đây lại là một trong số những mẫu hình đáng tin cậy nhất. Hãy thận trọng, nếu bạn chỉ có chút ít hiểu biết về đồ thị giá, bạn có thể giải thích sai mẫu hình vai đầu vai đúng. Ngay cả nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng không nhận diện đúng mẫu hình này. Vai thứ hai, nằm bên phải, nên thấp hơn đôi chút so với vai trái như đồ thị của Alexander và Alexander. Mẫu hình ba đáy là một nền giá lỏng, yếu và không hấp dẫn bằng mẫu hình hai đáy. Lý do là cổ phiếu thường giảm mạnh và nhanh ở đáy thứ ba so với đáy thứ hai, nên mẫu hình ba đáy không được chặt. Lỗi này cũng giống như lỗi ở mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Như đã nói ở trên, mẫu hình chiếc cốc tay cầm có hình dạng cái nêm hướng lên ở phần tay cầm là một mẫu hình giá lỗi, giống như bạn nhìn thấy trên đồ thị của Global Crossing Limited. Một nhà đọc đồ thị sắc sảo nên tránh xa cổ phiếu Global Crossing và thậm chí là bán khống cổ phiếu này trước khi công ty bị phá sản. Alexander và Alex đồ thị tuần. Làm thế nào để sử dụng chỉ báo RS đúng cách? Các nhà phân tích cổ phiếu theo trường phái cơ bản cho rằng, phân tích kỹ thuật là mua cổ phiếu khi đang có sức mạnh giá tương đối cao nhất. Những người khác cho rằng, phân tích kỹ thuật là mua các cổ phiếu có đà tăng trưởng cao, high momentum. Cả hai quan điểm đều không chính xác. Mua khi một cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối cao nhất, chỉ báo RS cao, trong danh sách các cổ phiếu tốt nhất không phải là điều kiện đủ. Phát biểu đúng phải là, bạn chỉ nên mua cổ phiếu đang tăng giá mạnh hơn thị trường chung, chỉ báo RS cao, khi chúng tạo điểm phá vỡ thoát ra các nền giá tốt. Đôi khi, một cổ phiếu có chỉ báo RS cao, nhưng bạn phải bán hoặc chốt lãi vì nó đã tăng giá quá xa so với nền giá. Để nhận ra sự khác biệt này, bạn phải sử dụng cả đồ thị ngày lẫn đồ thị tuần. Thế nào là lượng cung treo lơ lửng trên đầu? Khái niệm quan trọng nhất cần phải học trong khi phân tích chuyển động giá là nguyên lý về lượng cung treo lơ lửng trên đầu, overhead supply. Lượng cung treo lơ lửng trên đầu xuất hiện ở vùng kháng cự khi cổ phiếu tăng giá trở lại sau một xu hướng giảm. Khu vực kháng cự này là nơi mà những người mua trước đó bị sập bẫy và bây giờ hoạt động như một vùng giới hạn, ngăn cả xu hướng tăng giá. Sau một thời gian dài nằm giữa các khoảng lỗ, các nhà đầu tư mắc bẫy sẽ cảm thấy vui mừng khi giá cổ phiếu trở lại điểm hòa vốn của họ và lập tức bán ra, xem đồ thị của cổ phiếu At Home. Ví dụ, nếu cổ phiếu tăng giá từ mức 25 đô la Mỹ lên 40 đô la Mỹ, nhưng sau đó giảm về 30 đô la Mỹ. Hầu hết những ai đã mua tại mức giá trên 30 đô la Mỹ và tại 40 đô la Mỹ sẽ là những người đang tạm thua lỗ. Chúng ta gọi là những người bị mắc bẫy, trừ khi họ nhanh chóng cắt lỗ. Thường thì phần lớn các nhà giao dịch không làm như vậy. Nếu cổ phiếu tăng trở lại vùng đỉnh trên 30 đô la Mỹ và 40 đô la Mỹ, những nhà đầu tư này sẽ cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì có thể bán ra cổ phiếu và hòa vốn. Những nhà đầu tư bị sập bẫy tự hứa với chính họ, nếu giá quay trở lại điểm hòa vốn, tôi sẽ bán ngay lập tức. Bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi. Vì thế,
Sẽ có rất nhiều nhà giao dịch mắc bẫy bán ra tại điểm hòa vốn khi họ nhìn thấy cơ hội lấy lại khoản tiền sau khi đã chấp nhận nắm giữ khoản lỗ trong một thời gian dài. Những nhà đọc đồ thị giỏi là những người biết cách nhận ra vùng giá nào có lượng cung treo lơ lửng trên đầu. Họ sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm chết người là mua cổ phiếu tại nơi có lượng cung treo lơ lửng trên đầu lớn. Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất mà nhiều nhà phân tích, vốn thuần túy chỉ dựa vào phân tích cơ bản, mắc phải. Tuy nhiên, một cổ phiếu chiến thắng và vượt qua các khu vực có lượng cung treo lơ lửng trên đầu có thể an toàn để mua. Mặc dù lúc này giá đã tăng cao hơn đôi chút, vì điều này cho thấy lực cầu đủ khỏe để hấp thụ nguồn cung và đưa giá vượt qua vùng kháng cự. Các khu vực cung hoặc vùng kháng cự đã xuất hiện hơn 2 năm tạo nên những vùng kháng cự yếu. Người dịch, vì trong suốt 2 năm qua, có thể những người mua tại vùng kháng cự này đã thua lỗ và rời bỏ thị trường. Họ bị loại bỏ hoàn toàn bởi thị trường con gấu. Những nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường có thể chẳng có ký ức gì tại vùng kháng cự này. Do đó, vùng kháng cự này là yếu. Tất nhiên, một cổ phiếu đã phá vỡ đỉnh cũ để thiết lập đỉnh cao mới chẳng hề có lượng cung treo lơ lửng trên đầu. Những cơ hội đầu tư tuyệt vời thường xuất hiện ở các cổ phiếu mới niêm yết, chưa có tiếng tăm. Một lời khuyên giá trị là các nhà đầu tư nên theo dõi những cổ phiếu mới niêm yết, trở nên nổi trội ở năm thứ 10 đến năm thứ 15 kề từ khi nó bắt đầu tiến hành kinh doanh. Điều này là quan trọng vì đây là những công ty trẻ mà cổ phiếu của chúng sẽ trở thành các siêu cổ phiếu trong một hoặc hai năm tới. Hầu hết những cổ phiếu này thường được giao dịch trên sàn Nasdaq. Một vài cổ phiếu mới niêm yết có thể chỉ tăng giá một đoạn nhỏ và sau đó giảm điểm, tạo đáy mới trong thị trường con gấu. Điều khiến chúng ta chẳng hề có ấn tượng gì về chúng. Nhưng khi thị trường tăng giá mới xuất hiện, một vài cổ phiếu mới bị lãng quên sẽ thiết lập các nền giá tốt và bất ngờ tăng giá gấp 2 hoặc gấp 3 lần nếu như tăng trưởng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận được cải thiện và ở mức cao. Hầu hết các nhà đầu tư bỏ lỡ các siêu cổ phiếu này vì chúng là những cái tên mới mẻ, không được nhiều người biết đến. Công ty IBD cung cấp dịch vụ nhận biết các công ty mới, không quen thuộc với 1.000 hoặc 2.000 cổ phiếu được theo dõi. Cổ phiếu của các công ty trẻ, chưa có danh tiếng, mới niêm yết thường trải qua giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận nhanh NAHT trong khoảng thời gian từ năm thứ 10 đến năm thứ 15 kể từ khi nó bắt đầu kinh doanh. Vì thế bạn phải đặc biệt chú ý đến các công ty trẻ đang ở giai đoạn tăng trưởng cao. Nói tóm lại, để cải thiện mạnh mẽ kỹ năng chọn cổ phiếu và thành quả giao dịch, bạn phải học cách đọc và sử dụng các đồ thị giá. Chúng cung cấp cho bạn những mỏ vàng thông tin, hoàn toàn xứng đáng để bỏ ra thời gian nghiên cứu về các đồ thị vì đó là một kỹ năng vô giá. Bạn có thể phải đọc lại chương này nhiều lần trong một hoặc hai năm đầu tiên nếu như bạn thực sự muốn trở thành nhà phân tích đồ thị giỏi. Bí quyết lớn nhất dành cho bạn là kết hợp kỹ năng đọc đồ thị để tìm ra điểm mua hợp lý ở các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận và doanh số cao. Cùng với ROE hoặc lợi nhuận biên trước thuế vượt trội so với nhiều công ty khác, bạn cần kết hợp cả phương pháp phân tích cơ bản và kỹ năng đọc đồ thị, chứ không nên chỉ sử dụng thuần túy một trong hai phương pháp. Một cảnh báo quan trọng giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh trong thị trường con gấu. Hãy để tôi đưa cho bạn một lời khuyên thông minh cuối cùng trong chương này. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán, hoặc bạn đã có thời gian kiểm chứng lại những phương pháp giao dịch được đề cập trong cuốn sách này, hoặc quan trọng hơn, nếu bạn đang đọc cuốn sách này lần đầu tiên trong khi thị trường sắp bắt đầu, hoặc đã ở giữa thị trường con gấu. Đừng kỳ vọng việc mua theo các mẫu hình được đề cập trong cuốn sách này sẽ mang lại kết quả. Đa số đều thất bại. Bạn đừng nên mua theo phương pháp điểm phá vỡ trong thị trường con gấu. Hầu hết các điểm phá vỡ đều thất bại. Các mẫu hình giá sẽ trở nên sâu, rộng và lỏng so với các mẫu hình tương tự từng xuất hiện trước đó. Các mẫu hình này đang ở nền giá thứ 3 và thứ 4, có tay cầm dạng cái nêm hoặc lòng. Hoặc tay cầm nằm ở nửa dưới của nền giá, hoặc có các cú tăng giá nhọn và hẹp theo kiểu chữ V từ đáy các nền giá để thiết lập đỉnh cao mới mà không hề có tay cầm. Một vài mẫu hình có thể xuất hiện ở các cổ phiếu bị thị trường lãng quên là Good Stocks với chỉ báo RS đang giảm dần. Khối lượng biến động thất thường và độ biến động giá rộng, đây không phải là các nền giá tốt và do đó các điểm phá vỡ đều thất bại, nghĩa là giá chỉ tăng một đoạn nhỏ và giảm trở lại. Phương pháp được trình bày trong cuốn sách này không hoạt động không phải vì chúng sai, mà đơn giản vì đây không phải là thời điểm
để mua cổ phiếu, bất kể phương pháp giao dịch của bạn là gì. Mua trong thị trường con gấu đều gặp phải thất bại người dịch. Thị trường chung đang ở trong điều kiện xấu. Đây là thời gian để bán chứ không phải thời gian để mua. Hãy kiên nhẫn, tiếp tục nghiên cứu các cơ hội tiềm năng để sẵn sàng chấp lấy khi thị trường tăng giá trở lại. Vào một thời điểm ít ai ngờ đến, khi tất cả thông tin tiêu cực đều lộ ra, mùa đông rồi sẽ qua đi và thời kỳ tăng trưởng mới của mùa xuân sẽ tới. Một thị trường tăng giá cuối cùng sẽ xuất hiện sau thị trường con gấu. Những chiến lược giao dịch và kỷ luật được trình bày trong cuốn sách này sẽ hữu ích trong chu kỳ tăng trưởng mới. Vì thế, hãy kiên nhẫn làm bài tập về nhà. Khủng hoảng chính là lúc bạn nhìn lại chính mình, đúc kết kinh nghiệm, tạo ra các quy tắc giao dịch mà bạn sẽ sử dụng chúng trong thị trường tăng giá mới.